Ok, chào anh em nhá. Rồi anh em quay trở lại với Leo. Và hôm nay thì mình tiếp tục bên Roblox. Tại vì mình mới mua cái bờ skin ở anh cũng được đấy anh em ạ. Chung thì để coi cường hóa lên. Đấy, đen thùi lùi từ trên xuống dưới nhưng mà nhìn cũng được ấy. Thực tế thì cái bộ này mình đáng lẽ là mình không nên mặc áo tròn. Đấy, mình tháo cái áo tròn ra. Đấy, thì nhìn như thế này nó ok hơn nè anh em ạ, nó rất là ngầu luôn á. Mình đã chọn lựa khá là nhiều, nói chung thì che cái miệng này với lại có một cái vai phải như thế này, có thêm AC dây xích nữa thì quá là ok luôn. Đấy, gắn thêm cái server lên nữa thì quá tuyệt vời. Thì đây chính là cái bộ skin mới hiện tại mình đã mới dùng ở đây mày đấy, nhưng mà ảnh về thì tí xíu nữa mình sẽ hẹn anh em ra chụp hình chung. Hôm nay thì cũng không có mấy người đâu, mình sẽ đi pha một tí, tầm này thì khỏi lo. Coi cái hình như là hồi sáng có bạn dắt mình đi tìm cái ông nào đó nó nâng cấp võ người cá thì phải. Để đi coi coi nó ở đâu nè. Ông đứng đâu nhỉ, không biết ông đứng đâu nữa. Hải quân quá trời luôn, tôi nghĩ là tôi nên chạy. Thực tế thì mấy con hải quân này mình lo được chứ, mấy ông đô đốc có đeo không? Có rồi, chắc là vừa mới chết. Ây da, gì đây? Mấy thanh niên này ha. Mấy thanh niên này tối ngày có nhiêu đó làm hoài á. Đánh lại nó rồi, chạy 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 chạy. Chắc là nên chết để tắt PvP anh em ạ. Mấy thằng này suốt ngày nó ăn, ăn rồi đánh rỗi nó đi quýnh người ta không à. Hay thiệt chứ. Rồi, chắc là lính của mình tới rồi đó. Rồi, biết ngay mà. Ông tới rồi đó anh em ạ. Chắc là quân của mình tới rồi đó. Thì kệ cũng sao, nói chung là tắt PV thôi. Ờ à, đâu rồi, cái ông này nhiệm vụ đây 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 đây. Có bạn kêu mình là đấy. Không phải, không phải, ông này khác, ông này khác, ông này khác, ông này, này không phải. Yeah, nhưng mà tí xéo anh em sẽ vào thôi, yên tâm. Cũng không quá đông đâu. Thì à đồ Phật. Phật về một mấy. Thế thì Phật lên như thế này nhìn cũng ngầu lắm nè anh em ạ. Mình bật thêm cái đây thì quá ok luôn. Trời quá xịn. Xịn xò. À. Nhưng mà mấy cái tán lá này nó hơi vướng một tí. Hay à, hơi khó để nhìn nè. Mấy con quái đâu hết rồi. Hơi khó nhìn thấy tụi nó. Ây da. À đây đây đây, mới hồi sinh này. Ok, chung thì mấy bữa nay nó có cái bộ skin này cho nên là mình thích cài lock root hơn rồi anh em ơi. Nói chung là mình chăm cài hơn ấy, hay có thể gọi là chăm cài hơn ấy. Kỹ như vậy thì cái bộ này thì mình phối màu ba cái lại mình phối ba cái lại thì nó ra cái bộ skin này. Ba bộ phà, ba chi tiết, ba phụ kiện nha anh em, chứ không phải là ủa con này cấp 900 lần mình vẫn phải, không phải cấp độ này. Mình đang luyện cấp lên để mà mình đi quýnh mấy con quýnh con Swan. Swan hình như trong phim là Doflamingo rồi phải. Ừ. Hello hello, nhưng mà không có hello mình. Chung là mình chơi anh em hello cái là phải có chữ Leo đằng sau thì tôi mới biết là anh em chào tôi, chứ nhiều khi là trong game có mấy bạn kia mấy bạn cũng chơi. Đấy, ok. Đấy. Dù gì thì mình cũng thích cái này hơn em ạ. Đấy, không cần áo tròn đâu, như thế này là đẹp rồi. Che mắt che miệng lại là ok. Chắc là mình nên làm cái áo thun khác cho nó xịn hơn tí. Sun Godnica ở Godzilla, ok. Thế đó.
tạm tạm nữa. Một tí nữa sẽ vào đủ luôn anh em ạ. Như cái quần này nhìn nó hơi quê quê đúng không, có lẽ là mình nên thêm một cái quần nữa ha. Nhưng mà nhìn như thế này là quá là đẹp rồi. Thực tế thì cũng có nhiều bạn là thấy không đẹp đâu, nhưng mình thấy đẹp là được rồi anh em ạ. Đấy. Bật lên cái mặt đen thùi lùi luôn, chuẩn thiệt. Kiểu nào nó cũng đi đồn là tôi có Phật V2 mà tôi bính không lại thằng Phật V1 cho coi. Thôi kệ nó đi, mình cứ tập trung vào mình farm thôi, đâu có đi gây chuyện với tụi nó làm gì. Đây đây đây, Đô đốc Fujita, mình chỉ biết trong phim Fujitora thôi chứ Fujita là ông nào ta? Hổ tím hả? Rồi vô tới rồi đó. Tới rồi đó. Đây là đảo nào ta? Đây là đảo nào mình quên mất tiêu rồi. Ấy, vô cái là hỏi tôi ở đâu liền vậy đó. Này là đâu cả? Đảo thực vật phải không ta? Hay là nó tên gì ta? Thấy rồi hả? Thấy rồi, qua đây. Rồi, kiểu là đang chạy qua rồi anh em. Coi nè, chắc là đang chạy qua cầu quá, ra tôi đón coi có bản không? Biết nữa để coi coi. Rồi đó đó đó, tới rồi anh em ạ, tới rồi đó. Ba người luôn hả? Hát gì coi kìa, một người. Ba người luôn anh em ạ, coi kìa đó, coi kìa. Rồi. Tới rồi đó. Ôi này coi trực kia thiệt quá. Sao cái ông này ông chớp tắt gì? Thôi được rồi, thì cứ xài đi. Thì cứ xài đi. Đang làm video đây anh em, ra chụp tấm hình đi 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 đi, qua đây qua đây qua đây. Qua đây qua đây, đứng qua đây. Ừ. Qua đây qua đây, ra đây nè. Ui rồi, đủ chưa? 1 2 3 4. Quá ngầu quá ngầu quá ngầu. Ông kia có chụp không? Quay mặt qua, quay mặt qua, mặt lên đây, lên đây, lên đây, lên đây. Được rồi, trời ơi. Ây da, đừng có quay vòng vòng, đứng nhìn thẳng vào camera. Rồi, ok. Rồi, ok. Đi thôi. Đây mình chọn bộ skin này thì cũng còn quá là gấp 900 rồi, không phải rồi, 900 không phải. Qua bên kia đi. Mình đánh mấy con này hãy.
chung thì mỗi cái ảnh bìa tầm 3-4 người là đẹp rồi anh em ơi, chứ đông quá nó không có xem hết tên được á. Cái này thôi, cỡ này thôi là được rồi. Đấy, mình nâng hết vào cái sĩ số luôn. Búp gì? Búp gì á? Thôi ông đánh đi, chắc mình cũng không đánh đâu. Ê, cũng tạm tạm cái này. Ủa à, đây ok là chở luôn hả, xịn vậy, biến hình đi bạn. Ủa không rách tay ồ. Mình đi đâu rồi cũng có người vận chuyển đi. Ủa con này đi cái là có người hỗ trợ. Ôi hình như là cái đó là mắt ma bay hay gì kìa, há đầu xịn chưa, râu đen hả, râu đen ở đâu, bên kia bên kia bên kia, đi đi đi. Hồi sáng thì có con Kitsune, có con Kitsune nó chở mình anh em ạ. À, bây giờ thì có con này nó chở. Ai vậy? Đây là qua tới nay chơi điện thoại không cho nên là không có để ý cái màu skin của mình. Hôm nay nhìn gần thấy nó đẹp phải nè, có mấy cọng xích này xịn đấy, xịn anh em ơi. Đang đánh em ơi. Rồi, râu đen đâu? Let's đấu trường bóng đêm hả? Hình như là để triệu hồi nó thì phải vô đây. Đó là sao? Let's go, đâu rồi? À. Quay 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 quay. Chả nhìn thấy gì trơn trời. Rồi về thôi, về thôi, về đằng kia. Ủa cái đảo à, đây đây đây, đảo thực vật. Chiếc tàu to dữ hen. Sao anh em mua. Ê ê ê ê à. Ừ. Tao có ông già Noel. Thôi 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 thôi, tôi biết ông chở không nổi rồi. Được rồi, để từ tôi đi. Ok, tự tôi đi được rồi. Như là cái vỏ người cá của mình được bao nhiêu rồi ta, 340 rồi, hình như là lên 400 mới nâng cấp V2 được hay gì đó anh em ạ. Ý là hôm nay vô khoe skin thôi, khoe skin thôi. À, đảo gì đây? Cái này là đảo gì mà của đô đốc Fujita, là đảo nào ta, mình cũng không biết đảo gì nữa, để chạy vào bản coi thử coi. Tế thiện hóa Phật như thế này đi nó cũng hơi chậm. Đeo cái áo lên thì nhìn nó cũng được. Cái này là cái gì, cái mũ, úi rồi ơi, nhìn cũng không đẹp lắm anh em ơi, tháo đi, nó vẫn còn lòi tóc ra ngoài.
nhìn vậy không đẹp lắm, nó bị lỗi à. Giờ làm nhiệm vụ tí thôi, gấp quá. Làm tí thôi. Tí nhiệm vụ. Á đồ. Con hải quân nó theo trường phái Zoro rồi. Chơi ba cái. Hát đàn gì? Chơi bài kiếm luôn. What? Phá hay gì đây? Cái gì mà anh leo tụi con mình? À, để tôi farm thôi, có gì đâu. Mấy cha nội này farm yên bình không được hay gì trời. Đừng có farm skill nữa. Bây giờ, bây giờ. Hay à, ủa mấy thằng này cấp 900 lần nãy giờ tôi quýnh nó hơi ngu. Lộn. Cái bông to quá. Mấy cái lá này to quá, này mà mình hóa vật lên á, nó khó nhìn. Vật Haki lên mới thấy được mấy con này ở đâu. Cái gì khó nhìn quá. Wow, cái nấm to thế nhờ. Cấp 900 mới quýnh được mấy con kia. Đang quay video đây ông. Cứ lên video cái là mấy cha nội này cứ tương tước rồi. Ây à, hình như bị đánh trúng là không còn quan sát được nữa rồi vậy. Mỗi lần mình đi farm là phải gọi là cái tập đoàn của mình nó đi theo đông dữ lắm anh em ạ. Coi cái mặt ông này là ông nào. Thằng hải quân gì mà nó vuông dứt vậy trời. Xấu quá vậy. Không đẹp bằng ta. Mình nghĩ là mình nên đổi kiểu tóc ở đây mà. Kiểu tóc mà nhìn cũng không hợp lắm. Ok. Ông này chắc tộc người cá quá. Còn ôi sao nó không có cái mặt vậy. Thôi được rồi. Đứng ở bóng luôn kìa. Mấy con này hình như là cấp 900 rồi phải. Đúng rồi, ổ 875 nè. Hay da. To, cái lá to quá nhìn không thấy gì hết.
Yeah, mấy con lính đâu rồi? Ra đây coi. Con này cấp bao nhiêu? Cấp 900, không phải rồi. Qua bên cái chỗ. Sao cái chỗ này ít spam quái quá vậy? Ra quá nhiều lên chứ. Ý à. Hay luôn liền rồi nha. Ừ, chào. Ui trời, đông thế. Để coi được mấy người rồi. À, được đấy, hợp lý đấy. Đông người. Rồi. Ra chụp tấm hình. Để có tấm mình chụp với mấy bạn kia anh em ơi, mình muốn chụp thêm á. Đi ra cái hòn đá này hợp lý hơn. Đấy, đúng rồi đó, hồ ly nè. Kitsune nè. Đấy, Sun God Nika nè. Cha nội thì cái khải quả cũng lên kìa. Đứng sát vô. Đứng sát vô. Rồi, đó, quá đẹp. Đúng rồi. Hợp lý, hợp lý. Tấm hình này quá đẹp luôn. Chuẩn bị 1, 2, 3. Rồi, thêm ông nữa, đứng vô. Đúng rồi, 1, 2, 3. Đúng rồi. Đủ chưa ta, thêm tấm nữa đi. Đừng có quánh, hình như có thêm người đó. Đúng rồi, đứng vô, đứng vô, đứng vô, đứng vô, đứng vô. Đứng vô, đứng vô, đứng vô, đứng vô. Đứng vô, đứng vào. Đứng vào. Đứng vô cho đẹp coi. Lại đây, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây. Hay dạ. Đúng rồi, quay qua đây, quay qua đây. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đây à. Đứng sát vô. Ấy à. Cái chồng phát. Muốn chụp hình hay không là muốn phá đi. Gì vậy, hoài gì. Vô. Đứng đây, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Quay qua đây. Trời ơi, sao kéo thêm thằng đó lên đây vậy, mấy cha nội. Được rồi. Rồi, ok. Mệt ghê chứ. Đông lắm anh em à. Một cái server mình chơi với 1, 2, 3, 4, 5, 6 người rồi. Khá là đông. Hình như là cái băng dưa leo này nó hiện lên cái hình rồi. Đúng rồi, nó hiện lên cái hình này. Hình chu vi của mình nè. Này, được đấy. Hợp lý. Lo học đi. Cái gì? Chung là hôm nay mình khoe cái skin mới thôi, còn lại thì nếu mà trong thời gian tới thấy cái có cái nào xịn nữa thì mua tiếp. Đấy, bây giờ thì có cái bộ này nó xịn xịn thì xài trước thôi. Đấy. Đứng như thế này nè, nhìn dây xích nó mới đẹp, nhìn cái dây xích nó mới đẹp đó, kết hợp với cái áo thì quá ok luôn. Ai à, quấn này, ai, quấn na, ok rồi. Ok. Càng đông càng vui thôi. Đồng thế nhỉ. Coi nè anh em ạ. Đúng là đặt tên Godzilla thiệt, coi cái mặt ổng kìa. Cái mặt ổng vậy mà ổng hóa con hồ ly, tôi sợ ổng thiệt. Cái mặt ổng vậy mà ổng hóa con hồ ly, đúng là mặn vậy, cha nội mặn vậy. 896 rồi, lên 900 rồi mình sẽ nghỉ nha anh em. Chung là video hôm nay là đi vòng vòng chơi này, khoe khoe skin thôi. Cũng không có gì to tát đâu. Đấy. Khoe skin tí anh em à. Ủa cái đám đó đâu sao nó không xuất hiện nha, lâu quá. À đây đây. Ủa không phải. Kỳ lên mới thấy được tụi nó chứ.
Vô. Nhắn gì nhắn quá trời. Tắm. Cuối. Đẹp. Nhắn. Tí. Lên. Hảnh. Bìa. À, hình như không cho nhắn cái này. Chắc là tầm 2 đợt nữa, 897 rồi, chuẩn bị lên mình lên 900 này mày, 900 thì đánh con kia. Tầm cấp cấp 1000 mình mới quýnh con Swain được. Rồi thôi. Con Swain chắc nó không phải ở đây rồi. Thì mình leo đâu từ lưa vậy, tôi có nợ nần gì ai đâu mà ai cũng kiếm tôi hết trơn trời. Thằng này như cấp đúng rồi, 875 mình nhớ chỗ tụi nó spam rồi anh em ơi. Đi qua đây, đi qua đây nè. Hay da, những mấy cái lá này bị cản lại, cái lá nó cản mình nè. Đúng là cái vườn thực vật to tướng. Nhìn cái này tôi nhớ mấy cái bụi bạc hà sau nhà tôi quá. Đi trang mấy bụi bạc hà sau nhà mình luôn ấy. À, anh em coi, tôi đi farm. Hình như là con đô đốc không ta? Đúng rồi, 925. Đâu rồi, ra đây, ra đây. Rồi. Để tôi nhìn thử coi ổng. Ổng là ai? Cái đường kiếm màu tím này chắc chắn là Fujitora rồi. Có gì hết không? Chả có gì hết. Ghê vậy. Rất là gây trọng lực luôn. Ngon vậy. Cho mấy bạn farm anh em mà. Mình quýnh nó đâu có ăn được. Mình đâu ăn được. Tám trăm chín bảy rồi, nhắc lên 2 cấp nữa, 3 cấp nữa. Mỗi lần đi farm là có người hỗ trợ vậy nè. Chung thì đó giờ mình farm toàn là anh em hỗ trợ không rồi anh em. Mình cấp 30 mình đâu farm à, không không cấp đúng thì đúng là farm được thật, nhưng mà mấy con boss là anh em hỗ trợ giết hết. 99. Đó rồi, 898. Có thể lần này nữa là lên 900. Ok. Tạm 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 ổn. Yeah. Đúng là cái mặt Godzilla. Hình như là Haki nó bọc xuống tới đây tới hết cái áo là hết rồi anh em ạ. À, nó không xuống nữa. Làm nó giống làm mình giống như là một cái áo khoác vậy. Ê, nãy mình gặp ông Fujitora luôn, đúng là cái đường kiếm mà có cái năng lượng màu tím đó thì chắc chắn là ổng rồi. Ủa mấy con quái sao nó không spam ra đây ta? Mình thấy nó đâu. Đây được. Lộn đường anh ơi. Hả? Đường rồi, lộn đường rồi. Ủa kỳ vậy? Lộn rồi, mấy cái lá to này khó nhìn quá. Hóa bự lên á. Che mắt rồi. Che mắt tôi. Đây 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 đây. À, ủa bên đó quái cấp 900. Thôi kệ đi. Mình đi kiếm chỗ farm nhiều quá nên. À đây đây đây, thấy rồi. Trời ơi. Vậy mà tôi mò đi đâu á. Ui, vậy là đi thẳng từ hướng này ra. Để quay lại nhìn nữa coi. Rồi ok nhớ rồi. Thiệt tình. Lá to quá, lá to quá. Ok, 899, chuẩn bị 900 nào.
game này nó ngốn pin dữ lắm, game này nó ngốn pin dữ thần. Còn miếng kinh nghiệm nữa mà nó không cho lên cấp luôn chứ. Chơi trên Roblox trên máy tính thì nó xịn hơn em ơi, nó ngon hơn, nó đã hơn nhiều. Chơi điện thoại nó vừa nhỏ, màn hình nó nhỏ, nhìn không có rõ, với lại cái skin của mình nhìn nó cũng không có đẹp ở trên điện thoại nữa. Máy tính thì xịn hơn, máy tính thì thấy rõ hơn. Ok rồi, ok nha anh em. Rồi rồi, hôm nay tới đây kết thúc rồi, hẹn gặp anh em vào những video sau nha. Ok, tạm biệt anh em nha. Cái mặt con khỉ. Thiệt tình đấy, trả con khỉ rồi mà chả còn mặc cái quần Hello Kitty nữa thì sao không thiệt chứ. Ok rồi, tạm biệt anh em nha.